được tổ chức theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với thương vụ ở nước ngoài tháng 11 năm 2023 với chủ đề Phòng tránh lừa đảo trong thương mại quốc tế đã thu hút đông đảo đại biểu đại diện các cơ quan doanh nghiệp từ 63 tỉnh thành trên cả nước. Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho biết, trong năm 2022, các doanh nghiệp toàn cầu đã phải chịu thiệt hại khoảng 5% doanh thu mỗi năm vì lừa đảo. Tranh chấp và gian lận thương mại hiện đang là một vấn đề tồn tại trong giao dịch thương mại quốc tế mà các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam luôn phải tính đến trong bối cảnh thương mại quốc tế có nhiều biến động rủi ro. Trên 300 đại biểu từ các cơ quan thuộc Bộ Công Thương, các thương vụ, chi nhánh thương vụ Việt Nam, Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài và các đơn vị liên quan đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về các quy định, nhận diện được những rủi ro trong hoạt động thương mại, vân vân. Từ đó phòng tránh việc lừa đảo và tranh chấp thương mại khi triển khai hoạt động xuất nhập khẩu. Trong buổi giao ban này, Cục xúc tiến thương mại sẽ tổng hợp đầy đủ nhu cầu hỗ trợ và các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tập trung giải quyết theo thẩm quyền. Mục tiêu cao nhất là góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế.